Rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Thì đây như Huy đã giới thiệu cho các anh chị, đây là cái Magni Chlorua ngậm 6 nước. Thì khi Huy hợp nhập về đó thì để một thời gian khoảng hơn 1 năm thì nó có tình trạng mà nó hút ẩm, chính vì vậy nó hơi đóng cục một xíu. Và Huy thí nghiệm cho các anh chị thấy đó là mở bao sản phẩm ra và và cho nó vào trong nước để nó tan hoàn toàn, để giúp cho các anh chị thấy rằng là sản phẩm này nó giữ được nguyên chất về sản phẩm, hàm lượng magie chlorua vẫn không thay đổi các anh chị nha, vẫn không thay đổi và rất là tốt. Các anh chị về kỹ có rất là đơn giản, đó là bỏ từng cục sản phẩm này vào trong nước và quậy nó ra, chỉ cần vài 1-2 phút là nó tan hoàn toàn hết, cho nên các anh chị không lo lắng về sản phẩm ha. Huy đang làm ở ngay tại cái kho chứa sản phẩm magie chlorua của công ty OBS ha các anh chị. Mong các anh chị hiểu và giúp cho Huy, chứ còn không là khi mà nhận hàng nói Huy ơi đóng cục rồi, rồi bây giờ không nhận là không được nha. Huy báo trước rồi, khi các anh chị đồng ý thì Huy giao hàng, đồng ý thì không sao cả. Cũng rất là cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Huy nha, chứ không đừng buồn giận gì nhau rồi mất công rồi anh em hiểu lầm rồi buồn Huy rồi bỏ Huy nữa là khổ lắm luôn á nha. Cũng vì cái sản phẩm mà này mà bỏ Huy là rất là buồn. Thế như vậy các anh chị ủng hộ Huy ha, để một phần là các anh chị có sản phẩm rẻ tiền để dùng trong quá trình nuôi, một phần là cũng giúp đỡ Huy để giải quyết cái hàng tồn kho để mà Huy mua sản phẩm mới về để phục vụ cho các anh chị. Mong các anh chị và các bạn thông cảm. Và giá bán của nó là 4.000 đồng trên một ký, bao 25 ký thì nó khoảng là 100.000. Huy đã bao gồm phí vận chuyển cho các anh chị rồi, từ Phú Yên vô tới Cà Mau hai các anh chị nha. Những tỉnh xa hơn nữa thì Huy sẽ hỗ trợ phí vận chuyển một phần. Các anh chị mua thì báo cho Huy biết, và số lượng tối thiểu cho một đơn hàng đó là 1 tấn các anh chị nha, 1 tấn thì Huy mới giao được. Rồi khi giao hàng thì Huy giao tới cái đường lớn thôi nha, tại xe tải 7 tấn nó không vô được, cho Huy giao tới cái đường mà không xe không chạy được thì các anh chị cho xe gì vô tăng bo vô gì về nhà giùm em nha. Mong các anh chị thông cảm và chúc các anh chị và các bạn một ngày mới vô cùng tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Chúc cho các anh chị nuôi tôm thành công, có một vụ mùa tuyệt vời. Sắp tới thì Huy cũng có giờ đến cuối năm, tức là 31 tháng 12 Huy cũng có rất nhiều chương trình khuyến mãi, đặc biệt những ngày cuối năm. Mong các anh chị chuẩn bị tiền trong tài khoản nha, đặc biệt là trong thẻ để chuyển tiền cho nó nhanh. Tại vì cái đơn hàng của Huy, chương trình của Huy nó chỉ tích tắc trong vòng một ngày hoặc là nửa ngày thôi, nó không có nhiều. Chính vì vậy các anh chị chuẩn bị một khoản tiền để mua hàng giá rẻ để phục vụ cho cái vụ mùa năm mới của mình. Xin chúc cho các anh chị tràn đầy sức khỏe và có một cái Tết an lành, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị nha.